gần 1.500 đơn đặt hàng kể từ khi Toyota Việt Nam xác nhận sẽ phân phối Rise chính thức là kết quả bán hàng đáng nể tại thời điểm mà toàn thị trường ô tô trong nước chịu tác động lớn từ dịch COVID-19. Theo khảo sát tại các đại lý Toyota trên toàn quốc, nhiều nơi đang trong tình trạng quá tải đơn đặt mua xe. Hiện tại, những khách hàng đặt mua Rise được thông báo phải chờ đến quý đầu năm 2022 mới có xe để giao. Tình trạng cháy hàng của Rise ngày sau khi ra mắt tại Việt Nam cũng giống hệt như những gì từng xảy ra tại Nhật và Indonesia. Ra mắt lần đầu vào cuối năm 2019 tại Nhật, mẫu xe này đã nhanh chóng đạt doanh số 10.220 xe trong tháng đầu năm 2020, cao hơn gấp đôi so với kỳ vọng ban đầu. Tương tự, Rise cũng lập tức thu về 1.269 đơn đặt hàng chỉ sau một tuần mở bán tại Indonesia và vào danh sách 10 xe bán chạy nhất tại quốc gia này ngay tháng đầu tiên. Một trong những lý do đầu tiên khiến Rise đạt được thành công vang dội trong những lần đầu tiếp cận thị trường mới là bởi mẫu xe này tiên phong trong phân khúc, được đánh giá là đầy tiềm năng cho nhu cầu sử dụng tại các thành phố lớn. Tờ Best Car Web của Nhật chỉ ra rằng nhu cầu sử dụng xe nhỏ trong đô thị ngày càng cao, nhưng lại hiếm có mẫu SUV cỡ nhỏ nào trên thị trường, trong khi SUV cũng ngày càng được ưa chuộng. SUV đô thị cỡ nhỏ là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính đa dụng của SUV với khả năng di chuyển linh hoạt của dòng hatchback nhỏ gọn. Rise có chiều dài tổng thể chỉ 4.030mm cùng chiều rộng 1.710mm, nhỉnh hơn một chút so với hatchback hạng A thông thường, nhưng lại sở hữu khoảng sáng gầm tới 200mm, tức là tương đương với các mẫu SUV phân khúc cao hơn. Kết hợp với hệ thống khung gầm toàn cầu mới vững chắc, Rise hoàn toàn có thể thích nghi với nhiều điều kiện vận hành. Bên cạnh sự linh hoạt khi sử dụng, Rise còn mang vẻ ngoài năng động và trẻ trung. Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ được thiết kế với những đường nét thời trang, từ cụm đèn chiếu sáng LED góc cạnh, cụm đèn hậu LED được nối liền mạch theo xu hướng thiết kế trên các dòng xe sang đời mới, lưới tản nhiệt hình thang lớn, bộ mâm dạng phay điệu đà với kích thước 17 inch cùng tùy chọn sơn hai màu cá tính. Ở bên trong, Rise mang đến bất ngờ với khoang cabin hiện đại và nhiều tiện nghi như trên các dòng SUV cao cấp hơn. Vô lăng ba chấu có tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lẫy chuyển số. Phía sau là đồng hồ kết hợp màn hình 7 inch hiển thị đa thông tin, với 4 chế độ tùy chọn. Một màn hình cảm ứng kích thước 9 inch đặt nổi chính giữa, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay, Android Auto. Một số trang bị đáng chú ý khác có thể kể đến là hệ thống đề nổ, bằng nút bấm, chìa khóa thông minh hay điều hòa tự động. Người lái và hành khách đều có thể tìm được vị trí ngồi thoải mái, bởi không gian rộng rãi bên trong một chiếc xe nhỏ. Được thiết kế theo triết lý tối giản và tối ưu không gian, Rise mang đến khoảng để chân và khoảng trần lớn. Hàng ghế sau gập được hoàn toàn theo tỷ lệ 60-40 để mở rộng thể tích cốp, tăng khả năng chứa hành lý cồng kềnh. Rise là mẫu xe cỡ nhỏ hiếm hoi trên thị trường, sử dụng công nghệ tăng áp. Động cơ 1.0 lít turbo trên mẫu xe này cho công suất tương đương loại 1.5 lít hút khí tự nhiên truyền thống, trong khi mô men xoắn 140 nanomet đạt được từ ngày vòng tua thấp. Cùng với chế độ PWG để bứt tốc tức thì và lẫy chuyển số sau vô lăng, mẫu SUV cỡ nhỏ của Toyota mang đến cảm xúc cầm lái và cũng giúp cho người lái luôn chủ động trong nhiều tình huống. Đi cùng với trải nghiệm vận hành thú vị là những hệ thống an toàn mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho cả người lái và hành khách. Rise sở hữu những trang bị an toàn dẫn đầu phân khúc, thậm chí có những tính năng hiện đại hơn SUV ở phân khúc trên, như 4 cảm biến va chạm cả trước và sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí. Mẫu xe này vẫn được đưa vào đầy đủ những hệ thống an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử hay kiểm soát lực kéo. Có thiết kế thời trang và sở hữu công nghệ hiện đại, Rise từng nhận được những dự đoán về giá bán có thể tiệm cận phân khúc SUV hạng B. Tuy nhiên, mẫu xe này lại được đưa ra mức giá gây bất ngờ khi chỉ từ 527 triệu đồng. Hơn nữa, Rise còn là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng có giá bán hấp dẫn hơn nhiều so với đối thủ được lắp ráp trong nước.